Thịt cũng dày đấy nhỉ anh nhỉ. Mấy xuôi. Nó gầy đúng không? Được cái bãi đẹp. Bãi đánh giữa như này. Nhìn này các bác cho nước vào. Tuyệt vời luôn. Mát trời cứ để kêu cả trưa vẫn đánh cả trưa. Đây này con rể anh. À, con rể hả? Ô, anh trẻ đã con rể ấy. Hả? Ừ. Con rể không? Thế cái đứa út là mới tuổi về đẻ thịt đẻ thêm à? Út là mới 29 vậy à? Ừ. Thế là vừa rồi đẻ thêm ấy. 29 thì là được 3 tuổi rồi. 3 tuổi. Ừ, hôm nay đã 3 tuổi rồi. Lưới dưới là lưới mới rồi. Ừ, lưới là mới chứ. Không đi chợ à?